sự như là mặt tạo trệ, mình cảm biến nhiệt, cảm biến hồng ngoại và kiểm và cảm biến nhiệt, micro mini, công tắc, pin, cồn, vân vân. Các vật liệu khác như là ống cao su, bóng keo, bóng lông quần áo, các bước, cách lắp ráp và lắp đặt của sản phẩm. Bước 1, kết hợp các nguyên vật liệu để tạo thành hình dáng của máy. Bước 2, lắp đặt thêm sơ đồ đấy và tiến hành chạy thử nghiệm. Bước 3, đặt các hệ thống vào máy cho phù hợp, rồi sử dụng băng keo để chi tiết cho máy. Nguyên tắc để hoạt động và vận hành của mô hình sản phẩm điện tử máy: khi bật hay khi bật công tắc thì máy sẽ ở trạng thái hoạt động. Khi người dùng đưa tay vào gần vật phun cảm biến sẽ kích hoạt cho máy phun hoạt động. Một lượng dung dịch vừa đủ sẽ được phun vào tay người sử dụng. Cần lấy tay ra và so đều hai tay lại với nhau. Chức năng đo nhiệt độ: khi người sử dụng cần đo nhiệt độ thì chỉ cần đặt phần cơ thể vào vị trí đo, lúc này máy sẽ ghi nhận nhiệt độ của cơ thể và thời gian từ 5 đến 15 giây. Đặt vô nữa. Thời gian từ 5 đến 15 giây cho đến khi nhiệt độ không còn tăng nữa. Qua hiển thị trên màn hình LED, nếu nhiệt độ vượt quá mức bình thường máy sẽ phát ra cồn báo động. Trong lúc không đo nhiệt độ cơ thể, máy sẽ đo nhiệt độ môi trường. Chức năng phát thanh tuyên truyền dịch bệnh: để máy có hệ thống kết nối Bluetooth để phát thanh tuyên truyền dịch bệnh. Chỉ cần kết nối Bluetooth với điện thoại hoặc ghi bằng thẻ nhớ. Toàn dân hậu Giang đoàn kết quyết tâm thực hiện công văn số 759 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Toàn dân hậu Giang đoàn kết quyết tâm thực hiện công văn số 759. Khả năng áp dụng của sản phẩm là máy rửa tay sát khuẩn tự động 3-trong-1, rất dễ sử dụng, giá thành chế tạo thấp, mình có thể sử dụng tại những cơ quan, trường học và từng hộ gia đình. Quả đạt được của sản phẩm: khi sản phẩm hoàn thành, trường trung học cơ sở Hưởng Chung đã cho các bạn học sinh thử nghiệm vào những ngày đầu tiên đi học trở lại. Sản phẩm tạo sự hứng thú rửa tay cho các bạn học sinh. Ngoài ra, góp phần giúp cho nhà trường kiểm soát được sức khỏe của học sinh trong thời gian dịch bệnh. Giúp qua đó cảnh báo sớm một số trường hợp các bạn học sinh có nhiệt độ cơ thể vượt quá mức bình thường để nhà trường có biện pháp xử lý sớm nhất. Phần trình bày của chúng em đến đây là kết thúc. Cái này 3-trong-1 là ba cái gì? Là máy đo nhiệt độ, máy rửa tay và đo nhiệt phát thanh đúng không? Cái chỗ cái đo nhiệt độ á, đo nhiệt độ mình phải đo cho nó hơi bất tiện đó nha. Phải để kê cái tráng sát vô cái đó cái gì? Để nhiệt độ thể hiện ở đây. Nó đang lên. Nó kêu đó là sao? Bật chưa? Bật lên chưa? Có bật lên chưa? Cái gì?
ngon lắm. Này còn phải nước. Sao không còn luôn. Dụ tôi không à. Không có chuẩn không, không có chuẩn bị còn. Trời ơi, đầu tư cỡ đó mà có một tí còn mà nó đầu tư nó nhỏ đủ bài. Cái gì cho nó dễ thương, các bạn phái động còn cái đó thấy không phái động.